Tập 1. Người đã bị trẫm phế một lần. Trẫm sở dĩ lập ngươi làm thái tử trở lại là vì nghĩ rằng ngươi thông minh tuấn tú, văn võ song toàn. Tuy ngươi thân bị giam cầm nhưng vẫn không nản lòng thối chí. Ngươi nhờ Tứ A Ca dân tấu xin làm thống soái, xuất chinh đánh chuẩn các nhĩ để dẹp loạn biên cương. Trẫm đã đọc rồi, rất là cảm động. Nhưng sau khi ngươi phục chức vẫn ngựa quen đường cũ, giả tâm nảy sinh, kết bè kết đảng, bày đủ âm mưu, hành xử khác thường, giống như một kẻ điên loạn. Hôm nay trẫm không phế truất người. Nếu trẫm không phế truất người thì sẽ có ngày trẫm sẽ bị người phế truất. Cổ nhân nói, có lòng trồng hoa, hoa không nở, vô tình cắm liễu, liễu mọc xanh. Hôm nay Hoàng A Mã đã nói những lời này là để tặng cho các A Ca các ngươi. Ngai vàng là hiển hách, nhưng không phải tranh giành, cũng không phải dùng mưu mô quỷ kế để đoạt lấy, mà phải dựa vào đạo đức phẩm hạnh của các ngươi, phù hợp với đại trí đại thánh của đế vương. Không phải anh linh của tổ tông Ái Tân Giác La chọn và quyết định, do ông trời quyết định. Được rồi, Trần Các Lão, hãy thay trẫm truyền chỉ đi. Dạ. Phụng thiên thừa vận, hoàng đế chiếu viết, thái tử giận nhân, cố ý làm càn, ngang ngược dâm loạn, làm mất uy nghiêm, kết bè kết đảng, âm mưu soán quyền, đầy phế ngôi hoàng thái tử, giam cầm hối cải, khâm thử. Hoàng A Mã, hoàng thượng của con, ngài phế giận nhân con, ngài nhiều con như vậy, không lẽ không có ai tranh giành ngai vàng của ngài hay sao? Ngai vàng, ngai vàng hiển hách gì chứ? Đây chỉ là câu chữ cha đệ của nhà đế vương thôi. Người được tổ tiên Ái Tân Giác La chọn là con, là con. Chỉ đạo đức phẩm hạnh của con phù hợp với đại trí đại thánh của đế vương nên được quyết định. Ngai vàng của ngài. Mời. Công công. Hả? Ông và tôi là thần cùng điện nhiều năm, hôm nay được may mắn uống rượu chung một bàn, cảm thấy thật là vinh hạnh. Không dám, không dám. Lão nô chỉ là kẻ nô tài. Tứ A Ca ngài là con cháu của đế vương. Ngài và tôi tuy là thần cùng điện, nhưng không thể nói chuyện ngang hàng được. Công công là người tâm phúc của Hoàng A Mã, luôn đi theo bên cạnh Hoàng A Mã. Ta tuy là bậc vương tử bối lạc, nhưng sao sánh bằng sự gần gũi giữa công công và Hoàng A Mã chứ? Tiểu vương gia, tới nhà rồi. Không có chuyện gì hết. Vương gia, tiểu vương gia này bị sao vậy? Ngồi đi. Công công không biết đó thôi. Hoàng thời ra đời không bao lâu đã mắc bệnh động kinh, còn gọi là giật kinh phong.
Lúc phát bệnh, nhẹ thì co giật, nặng thì ngất xỉu. Thật không may, vương gia. Tiểu vương gia này có bệnh này, người gặp phiền phức không phải hắn, mà chính là ngài đó. Hả? Hoàng thượng chọn ngôi thái tử để truyền ngôi vua, đã đổi ý rồi. Vậy là sao? Vạn tuế gia không những xem xét tất cả các người con của mình, mà còn xem xét tất cả đời cháu của mình. Cũng tức là không những muốn xem xét bản thân tứ a ca ngài, mà còn xem xét luôn cả cháu của mình, tức là con trai của ngài. Đây gọi là giang sơn ngàn năm truyền, trăm năm truyền long nghiệp. Ngài nói đi, hoàng thượng lão nhân gia chẳng phải càng già thì càng sáng suốt hay sao? Đúng vậy, đúng vậy. Vương gia, hoàng thời bị bệnh này, lão nô thấy lo cho ngài đó. Chúc mừng vương gia, chúc mừng Trắc Phúc Tấn. Cái thai của Trắc Phúc Tấn là một tiểu vương gia. Thật sao? Nô tỳ chúc mừng Trắc Phúc Tấn. Xem ra ngôi hoàng thái tử này không có phần của tứ a ca ta rồi. Cũng tốt, không làm hoàng thượng ta cũng đỡ phải lo lắng. Nè, uống đi, uống đi. Vương gia, vương gia, khởi bẩm vương gia, thái y lệnh để xem mạch tượng cho Trắc Phúc Tấn chủ tử. Chúc mừng vương gia, có thêm tiểu vương gia. Công công, nghe chưa, nghe chưa, ông vương phủ ta lại có thêm tiểu vương tử nữa rồi. Bởi mới nói, điều này ứng với một câu nói ngày xưa gọi là vô tình cấm liễu, liễu mọc xanh. Nè nè nè, uống đi, uống đi. Được được, đa tạ, đa tạ. Thái y lệnh cũng cho đó là một tiểu nha đầu sao? Theo mạch tượng thì thấy đó là thai nữ. Lão cát tuổi cao có được thiên kim, chẳng phải là việc đáng để chúc mừng hay sao? Xem kỹ rồi sao? Không phải là con trai à? Thật trùng hợp, Phúc Tấn của tứ vương gia ở Ung Vương phủ bên cạnh cũng đã mang thai. Lão phu hôm qua xem mạch, đó là một thai nam, hơn nữa lại cùng tháng với phu nhân. Các lão, cải lão hoàng đồng tinh lực dồi dào, không gấp, không cần gấp, chăm chỉ cày cấy ắt có thu hoạch. Phải đó, lão phu phải cố gắng hơn nữa, bền lòng bền chí. Phu nhân, lão phu muốn tay xuất dương quang, thắt chặt yên ngựa. A Di Đà Phật. Lão Ni Cô, bà tới đây làm gì? Có biết đây là đâu không? Chỗ này là chỗ cho bà hóa duyên sao? Tam thiên thế giới đều là đất Phật, trên trời dưới đất ta đều thấy hết. A Di Đà Phật. Đây là chỗ cho bà hóa duyên sao? Bà có biết đây là chỗ nào không? Đi đi, đi 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 đi. Hãy mời ung vương gia đây nói chuyện. Vương gia chúng tôi không có rảnh đâu. Âm phong từ lai, ngũ trọc ác thế, nước đục ngập tràn vương phủ. Vương phủ sắp có đại nạn. Nè,
Sao lại để cho vị Nico này xông vào vương phủ vậy? Vương gia, bần Nico xông vào vương phủ là để tặng cho vương gia 4 câu yết ngữ. Hả? Thái Bạch Tử Vi Hạ Phàm Trần, Tự Cổ Hòa Phúc Bất Đồng Căn, Hòa Sát Thần Tới Gió Mây Loạn, Đèn Vải Đỏ Thành Đèn Vải Tan. Cút đi. Nè sư thái, có thể khai sáng cho bổn vương gia không? Đây là thiên cơ. Vương gia hãy tự nghiền ngẫm mà suy nghĩ đi. Vương gia, coi đi. Tử Hư đạo trưởng, bổn vương gia mời ngươi tới không phải để các ngươi bắn chim cho vui. Đô tài đã hiểu. Trung với Ung Vương, bình định thiên hạ, thà chịu hy sinh, quyết không phản bội. Bên ngoài có gió sao? Không có, vương gia. Bên ngoài trời đầy sao? Trác Phúc Tấn đã xong chưa? Dạ chưa. Nếu có tin, bọn nô tài sẽ lập tức bẩm báo với vương gia. Vương gia cứ yên tâm mà ngủ đi. Ôi da, đau quá đi. Bao lên, bao lên. Tiểu đầu tử, mau đi gọi lão gia, phu nhân sắp sanh rồi. Lão gia, lão gia, ông mau dậy đi, phu nhân sắp sanh rồi, phu nhân sắp sửa sanh rồi. Đàn là còn lớn hơn tiếng sấm nữa. Ôi, lạ quá, nói tiếng sấm là có tiếng sấm. Vương tử của ta, vương tử của ta, vương tử của ta, vương tử của ta, vương tử của ta. Đây là gì vậy? Vương tử của ta, vương tử của ta, vương tử của ta. Tại sao lại bắt tôi? Mau thả tôi ra. Tại sao lại bắt tôi? Thả tôi ra. Thả tôi ra. Kéo đâu? Mau lấy khăn lông. Mau lên. Mau lên. Chủ tử à, bà ráng chịu đau nha. Mau lên, mau lên. Ba chuẩn bị nước nóng đi. Chắc đau chết quá. Tiểu đầu tử, mau lấy kéo tới đây, cắt dây rốn. Dạ, có liền, có liền. Là tiểu thơ đúng không? Là công tử. Là tiểu công tử. Là công tử. Mau lên, mau lên. Hãy nói cho lão gia biết đi. Sao vậy? Chưa sanh vương tử à? Vương gia.
Vương gia. Con trai của ta, con trai cưng của ta, cuối cùng con cũng đã ra đời. Con đừng bao giờ coi phụ ơn đức trời cao dành cho con, đừng coi phụ hy vọng của hoàng gia đối với vương triều Đại Thanh nhé. Hả? Vương gia, nó là một cách cách. Hả? Tiểu vương gia của ta đâu? Hả? Tiểu vương gia của ta đâu? Hả? Nó đi đâu rồi? Vương gia, vương gia, vương gia. Vương gia, dù sao nó cũng là con cháu của Ái Tân Giác La. Nếu như ngài giết chết nó, ngày mai hoàng thượng truy cứu ra, ung vương phủ làm sao ăn nói với hoàng thượng đây? Vương gia, con gà nhỏ, con gà nhỏ, thật không ngờ lão phu 60 tuổi đầu còn sanh ra được thằng con trai. Con gà nhỏ, phu nhân à, theo sức lực của lão phu thì 2 năm nữa nó sẽ có thêm một đứa em trai, chỉ cần lão gia muốn là được rồi. Vợ chồng già rồi, không được nói đùa. Đúng đó, đúng là thừa tướng phong lưu, không biết xấu hổ. Nốt ruồi này, đây là gì vậy? Là một bông mai đỏ, vừa sanh ra đã có cái vết này rồi. Phải đó lão gia, cái này ngài không biết đâu. Phu nhân, là phúc hay là họa vậy? Lão gia, sao ngài đứng ngẩn ra vậy? Phu nhân đã sanh một tiểu công tử cho ông, còn chưa vui sao? À, đúng đúng đúng, lão phu vui lắm, vui lắm. Già rồi còn có con trai, tại sao không đốt pháo và đốt pháo bông lên? Mọi người vui vẻ lên đi, lão phu sẽ đi đốt pháo với pháo bông đây. Tử Hư hầu kiến vương gia, trùng với ung vương, bình định thiên hạ, thà chịu hy sinh, quyết không phản bội. Giờ tí đêm nay có thấy gì ở hậu viện không? Vương gia, các nô tài không chỉ bắn chim chơi thôi đâu. Vương gia, lão phủ lại có thêm tiểu công tử rồi, có thêm tiểu công tử rồi. Con trai ta đã chạy qua nhà họ rồi. Mộc Lan Nạp có đó không? Vương gia, có nô tỳ. Người qua chỗ các lão phủ, nói với các lão đại nhân, các phúc tấn nhà chúng ta đã sanh ra được một tiểu vương tử. Chúc mừng vương gia, chúc mừng vương gia. Bổn vương gia và Trắc Phúc Tấn muốn xem mặt tiểu công tử phu nhân ông sanh ra. Người hãy đưa nó về đây. Ý của ta người đã hiểu rồi chứ? Dạ hiểu rồi vương gia. Các lão phủ đã sanh tiểu công tử mà tưng bừng như vậy, bổn vương gia cũng sanh được tiểu công tử đó thôi. Chúc mừng vương gia, chúc mừng vương gia. Đúng vậy, đây là đại hỷ sự. Sao lại yên ắng lạnh tanh như vậy? Không chuẩn bị pháo hay là pháo bông gì sao? Đã chuẩn bị rồi thưa vương gia. Còn đứng ngẩn ra đó làm gì? Đem đốt đi, đốt mau lên. Lão gia, ngài xem, ung vương phủ đã đốt pháo hoa và pháo bông kìa. Ừ, chắc là Trắc Phúc Tấn cũng sanh rồi.
Trần Canh, ngươi đi tìm hiểu coi là Sanh Vương Tử hay là Cách Cách. Dạ, đi mau đi. Các lão đại nhân, chúc mừng ông. Trác Phúc Tấn phủ chúng tôi cũng sanh được một đứa con trai. Ngươi về bẩm báo Ung Vương gia. Đồng hỷ đồng hỷ. Vương gia chúng tôi muốn xem mặt tiểu công tử của các lão đại nhân. Chỉ cách một bức tường thôi, hãy mời Ung Vương gia qua đây để ngắm. Vương gia nói muốn các lão cho người bồng qua đó, để Trác Phúc Tấn chúng tôi cũng được nhìn ngắm tiểu công tử của Trần phủ. Các lão đại nhân, hình như ông không được vui thì phải. Không không không, Ung Vương gia và Trác Phúc Tấn muốn xem mặt tiểu công tử nhà ta cũng là phước phận của nó. Tiểu đồng tử, dẫn bà ta đi gặp phu nhân rồi bồng đứa nhỏ qua đó. Dạ, lão gia. Người đâu, tiếp tục đốt pháo đi. Chào mừng tiểu công tử. Tiểu công tử thật là ngoan quá. Coi kìa, coi kìa, đứa nhỏ này cũng biết sắp qua vương phủ, cho nên mới vui như vậy đây. Bà quản gia, cứ để nhũ mẫu bồng đứa nhỏ này, để khỏi phải làm mệt bà. Bà quản gia, đưa tôi. Vậy phu nhân, chúng tôi đi đây. Về bên đó, không biết là Trác Phúc Tấn chủ tử sẽ thưởng cho tiểu công tử món quà gì đây. Tiểu đầu tử, dạ, người cũng đi theo đi. Dạ, phu nhân, lão gia cũng đã dặn nô tỳ đi theo. Vậy, phu nhân, bây giờ chúng tôi đi đây. Thôi, tới đây được rồi. Nhũ mẫu, hãy đưa tiểu công tử cho tôi. Các nhà đầu, hãy đưa họ vào nhà bếp tiếp đãi tử tế hai vị khách của các lão phủ đó. Dạ biết rồi, quản gia Mộc Lan Nạp. Đi đi. Trác Phúc Tấn, Trác Phúc Tấn, đứa nhỏ bồng về rồi đây. Bồng về rồi à? Sao qua tới thân vương phủ mà lại khóc chứ? Đến đi. Đừng khóc. Trác Phúc Tấn bà coi, mới nhìn thấy bà nó đã cười rồi. Đây vốn dĩ là con trai của ta mà. Phải phải. Đêm nay trời nổi mưa gió, ông trời cũng có lúc mắc sai lầm mà. Đúng vậy. Người làm ồn gì chứ? Tiểu nhà đầu này, khóc cái gì mà khóc? Trác Phúc Tấn, cứ để tiểu Cách Cách cho tôi. Đừng khóc, đừng khóc. Nhà đang có khách, khóc cái gì chứ? Cục cưng tiểu Cách Cách, nín đi, nín đi. Ôi, lại cười, cười nữa, cười nữa rồi. Dễ thương quá. Đây mới đúng là con trai của vương gia. Tiểu vương gia thật là dễ thương. Sao rồi? Không sao chứ? Không sao. Chỉ là trên ngực của tiểu vương gia có 5 nốt ruồi đỏ. Hả? Đưa bổn vương gia coi coi. Người đâu? Đưa con của các lão về đi. Dạ. Sao lại khóc dữ vậy? Tiếng khóc hình như rất lạ. Hay là tả bị ướt? Vậy mau lấy miếng tả sạch thay đi. Dạ. Tiểu Hồng, mau đem vào lửa tới đây, phải thay tả cho tiểu công tử.
Sao vậy? Mau thay đi, đừng để đứa nhỏ bị lạnh. Sao vậy? Tiểu công tử, con gà nhỏ đã mất rồi. Cái gì? Con gà nhỏ đã mất? Sao lại mất được chứ? Vậy đúng rồi, là họ. Họ đã đổi tiểu nha đầu này để lấy tiểu công tử của bà rồi. Cái gì? Họ đã đổi sao? Mau lên, mau đi gọi nhu mẫu tới. Lão gia, làm sao bây giờ đây? Ông mau nghĩ cách gì đi chứ. Làm sao có chuyện như vậy được? Họ đã dùng một tiểu nha đầu trao đổi con trai của chúng ta. Ông vương phủ nhà họ vì không sanh được con trai nên đã tráo đổi con trai của người khác. Sao họ lại nghĩ ra ý nghĩ xấu xa này chứ? Bộ có biết xấu hổ hay sao? Bây giờ tôi sẽ đi tìm họ đòi tiểu công tử về. Quay lại. Lão gia, phu nhân, lão gia, không hay rồi. Vũ mẫu đã bị giết trong nhà. Đầu không còn nữa. Nói như vậy, ngươi là người đi với nhũ mẫu tới ung vương phủ. Dạ, tiểu nhân biết tội, lão gia. Đứng lên đi. Thật không ngờ mấy trăm năm trước, chuyện Ly Miêu tráo thái tử vào đời nhà Tống lại xảy ra với Trần Nguyên Long ta. Lão gia, người không thể ở đây được nữa. Ngay đêm nay rời khỏi kinh thành. Vũ mẫu đã bị người ta giết người diệt khẩu. Nếu như người có mệnh hệ gì, lão phu làm sao ăn nói với cha mẹ của ngươi? Hãy đi từ đường hầm ở hậu hoa viên, thuê xe, đem theo ít ngân lượng. Người đi Giang Nam trước. 3 tháng sau, tới quê Hải Ninh của lão phu tìm lão phu. Lão gia, vương gia, bà báo vương gia, ở các lão phủ kế bên đang đánh trống tuổi kèn rất tưng bừng. Các lão dù gì cũng là các lão, mau đi coi đi. Dạ, mời mời Trương đại nhân, công công. Các lão, ông già rồi có được thiên kim, thật đáng chúc mừng. Thật đáng chúc mừng. Tế hoàng thượng cũng ngạc nhiên. Đó là lộc trời ban, cũng là nhờ phúc của hoàng thượng. Các lão đại nhân, tinh thần của ông ngày càng tốt. Ông càng già càng hào hoa phong nhã. Lão phu đã tới mức già rồi mà vẫn còn ăn cơm được. Các lão già, còn sanh được nữa không? Được chứ, được chứ. Súng ống của lão phu vẫn còn tốt. Mời, xin mời. Khởi bẩm vương gia, nô tài đã quan sát thấy Trần các lão đại nhân đang tổ chức tiệc ăn mừng vì sinh được thiên kim tiểu thư. Các đại thần trong triều đều tới các lão phủ để chúc mừng.
Đấy. Đứng lên. Đi theo bổn vương tới Trần phủ để chúc mừng. Chết. Dạ. Chúc mừng, chúc mừng. Mời mời. Các lão đại nhân, các lão đại nhân, các lão đại nhân, chúc mừng. Ai da, đa tạ ung vương gia hạ cố đến dự. Ta là khách không mời mà tới. Đâu có, đâu có. Ung vương gia, ngài và tôi đều là quan trong triều, lại ở cách nhau bức tường, hàng xóm với nhau, thường xuyên qua lại. Trần Nguyên Long tôi chỉ là có thêm một tiểu nha đầu thôi, ngài đâu cần dọc công ghé qua thăm chứ. Đúng vậy. Các quan văn quan võ trong triều, xét về giao tình, đâu ai bằng được các lão gia và ta. Phải rồi. Hôm nay nghe tin mừng các lão đại nhân có thiên kim. Con gái ông chẳng phải là con gái ta sao? Ông vương gia coi con gái của lão phu là con gái ruột của mình. Trần Nguyên Long tôi thật là trèo cao. Phải phải, người một nhà không nói hai lời. Được, có câu nói này của ung vương gia, lão phu đâu còn gì để nói nữa. Đương nhiên, không cần phải nói nhiều. Được, hôm nay ta có chuẩn bị chút quà mọn, các lão đại nhân cứ coi qua. Ung vương gia còn tặng nhiều quà như vậy, thật là khách sáo quá đi. Mở ra. Hoàng bích quy triệu, hữu kinh vô hiểm. Khá khen cho các lão đại nhân. Mở ra. Băng thanh ngọc khiết, ngậm miệng như bình. Thật đúng là các lão của Đại Thanh triều chúng ta. Quá khen, quá khen. Đây, đây là đồng tiền ở thời Hán Văn Đế. Các lão không nhận ra sao? Người đâu? Lát nữa đem ba đồng tiền này trả cho ông vương phủ. Dạ. Các lão, đây là nhượng bộ lui binh, không ganh với đời. Thật đúng là tài tử giang nam, lưỡng triều các lão. Mở ra. Đầu thành tiếng trống còn vang động, máu người chưa ráo vỏ gươm vàng. Đúng là con trai của hoàng thượng, lễ vật đem tặng cũng khác thường. Chỉ là chút thành ý, không đáng là bao. Của không ít, lòng lại nhiều. Lão phu cung kính không bằng tuân mệnh. Khá khen cho một các lão đại nhân. Đa tạ. Đa tạ. Các vị, hôm nay chúng ta chúc mừng Trần các lão có được thiên kim. Uống đi. Mời. Mời, mời, mời. Các lão đại nhân, nghe nói lúc phu nhân lâm bồn đã sanh ra được một tiểu công tử mà. Tại sao tự nhiên mới đó đã biến mất, giờ lại trở thành một tiểu công chúa vậy? Chuyện này là sao? Có chuyện này, có chuyện này. Vô cùng chính xác.
Lúc đó bà đỡ và tiểu nha đầu đều đã nhìn thấy cái thứ nhỏ xíu đó. Như vậy là sao? Sao mới đó mà đã biến mất rồi? Các vị đại nhân, các vị đại nhân, trên dưới trong phủ của lão phu, bao gồm cả lão phu, đều trông phu nhân sanh ra một thằng cu. Cho nên suốt ngày cứ hết mắt lớn mắt nhỏ, rồi mắt tí hí, nhìn tới nhìn lui, lại nhìn ra cái thứ nhỏ nhỏ đó. Các vị cứ tự nhiên, uống đi, uống đi. Lão nô chẳng phải đã nói rồi sao? Sức lực chưa đủ, chưa tới phần đó đâu. Cái đầu gà mới vừa ló ra đã thụt vào rồi. Không gấp, không gấp. Công công, tục ngữ có nói nở hoa trước, kết quả sau mà. Cái khúc cây già nhà ông đã nở được mấy bông rồi. Công công, lão phu cũng đâu thiếu con trai, chẳng phải đang dốc sức cho triều đình hay sao? Nè nè nè, tự nhiên, cứ tự nhiên đi nha. Phục vụ bằng chén lớn. Các vị đại nhân, các vị đại nhân, lão phu vô cùng cảm tạ các vị đã ghé thăm tệ xá. Không gì đáp tạ, tôi kính mọi người một chén. Các vị, xin mời. Trần lão gia, ông uống nhiều rồi, hôm nay lão rất vui, rót đầy cho ta. Các vị đại nhân, các vị vương gia, vì con gái của tôi, cạn ly. Các vị đại nhân, các vị vương gia, xin mời. Các vị thân vương, các vị đại nhân, chén rượu này xin thay mặt tiểu thiên kim của tôi chúc cho thánh thượng long ân, chúc thánh thượng vạn thọ vô cương, vạn thọ vô cương. Rót đầy thêm đi. Ông vương gia, ông vương gia, lão phu có ý trèo cao, muốn cùng ông vương gia kết thành thông gia. Không biết ông vương gia có đồng ý hay không? Ông vương gia đã gật đầu rồi. Các vị đại nhân hãy làm chứng cho. Lão nô sẽ làm chứng cho ông đầu tiên. Tôi làm chứng, tôi làm chứng. Các lão đại nhân, không cần nghĩ nhiều. Ông và ta kết thành thông gia, chẳng phải là việc tốt hay sao? Hoàng gia không nói chơi. Lòng này trời xanh chứng giám. Cạn, cạn. Nè, các vị đại nhân, rót đầy nữa đi. Lão đại nhân, không sao đó chứ? Chỉ cần ông vương gia không sao, lão phu tôi cũng không sao. Rót đầy, rót đầy. Người đâu, người đâu? Uống đã không giỏi, gân gì nổi mà gân. Lão gia, lão gia. Các lão đại nhân, không sao, không sao. Hoàng thượng truyền lệnh mời Trần các lão đại nhân tới ngự thư phòng nghị sự. Không sao. Hoàng thượng truyền lệnh mời Trần các lão đại nhân tới ngự phòng nghị sự. Lão gia, hoàng thượng truyền ông vào cung nghị sự kìa. Hoàng thượng truyền ta đi nghị sự sao? Thần tuân chỉ. Tổng quản đại nhân, phải làm sao đi? Vậy thì cứ khiêng vào cung là được rồi. Dạ. Đứng dậy, đứng dậy, tỉnh lại đi. Tỉnh lại đi.
Hoàng thượng tới rồi, Hoàng thượng tới rồi. Sao Nguyên Long lại nằm dưới đất vậy? Đã có chuyện gì? Bẩm, bẩm Phạm Quế gia, các lão đại nhân trên đường đi vẫn chưa tỉnh lại. Các lão đại nhân, các lão đại nhân, tỉnh lại đi. Hoàng thượng tới rồi, Hoàng thượng tới rồi. Tỉnh lại đi, Hoàng thượng tới rồi kìa. Thần Trần Nguyên Long khấu kiến Hoàng thượng. Sao miệng ông ta lại bị méo vậy? Bẩm Hoàng thượng, thần uống rượu, uống nhiều quá. Vui quá, vui quá. Già rồi. Hoàng thượng, thần vừa mới sanh được một con gái, con trai. À không, thiên kim. Hoàng thượng còn tặng quà cho thần nữa. Thần khấu tạ. Được rồi, được rồi. Nguyên Long à, ngươi là các lão triều đình, đã lập công lao hiển hách cho Giang Sơn Đại Thanh, trẫm không quên được ngươi.